không à? Bên nhà cô bé nữa. Hello mọi người, chào buổi sáng. Bây giờ ăn sáng nè, mấy đứa nhỏ ăn sáng nè. Hello Bella, Olivia. Ngồi ăn sáng. Olivia, what are you eating? Ăn toast. Ok. Jason ăn gì đây? Úi dồi, tiền nè. Ôi, hôm qua quậy tiền quá trời luôn. Giờ ngày hôm nay Chase, what are you eating? Hello, xin chào mọi người. Welcome back to It's Brian's World. Ngày hôm nay mình lại ở một một gì? Một thành phố. Yes, thành phố Vancouver, Canada. Vì ngày hôm nay mình sẽ đi tiếp tục khám phá Vancouver, BC như thế nào nha. Trời, ngày hôm qua mình lái xuống downtown, mình chưa kể chuyện mọi người, mình nhìn thấy cái chỗ khu vực ở dưới downtown. Không biết sao mà chỗ quá trời homeless luôn hay sao. Dạ, nhiều người homeless, giống như kiểu họ bày ở trên thành phố, xong rồi họ làm cái điều rồi ấy rồi. Wow, cũng nhiều lắm. Giống như nguyên một cái đường mà Brian lái xuống là gọi là chắc nguyên cái đường đó, quên cái tên đó rồi mà. Ôi, cũng hơi thú vị. Anh nhìn thấy được như vậy. Một cái thành phố đẹp đẽ như vậy mà cũng có quá trời homeless luôn. Thôi, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi khám phá Vancouver nha mọi người. Trước khi mình đi, Brian lúc nào nhắc nhở mọi người, please nhấn cái nút like and subscribe and we will go. Let's go. Dạ, để coi cái này đang là như thế nào. Ôi ôi, thấy không, cái phòng của Brian nó bày hay. Mà mình cũng có cái balcony này để phơi đồ thôi mọi người, thấy không? Không đẹp lắm đó. Thôi mình sẽ đi bây giờ. Let's go. Good morning guys. À, uống cà phê nha, tỉnh giấc mọi người. Bây giờ mình đi. Đó, thấy heo ba đứa. Dạ, mình thấy heo ba đứa luôn đó. Brian cũng thấy heo mà chút chút thôi. Mình đậu xe ở đây, bây giờ mình phải trả tiền. Bên đây là đa số mình bấm license plate vô thôi nha. Đây bấm bao nhiêu lâu hả? 2 tiếng ha, tiếng rưỡi, 3 tiếng rưỡi, 12 đô, trời dã man quá. Đậu tiếng rưỡi ha mọi người, Vancouver. Đó, lấy credit card, đúc vô. Rồi. Đó, đa số là nó vậy đó bên đây. Bên đây hay là mình đậu xe ở đâu á, mình bấm số xe thôi. Xong rồi mình lấy receipt, mình để vô túi, mình không để trên xe, mình đậu đây thôi. Xong. Cũng hay á. Thôi, đi tìm gì ăn đây, đói bụng quá mọi người. Trời ơi, mình đang ở dưới downtown mọi người. Ngay đây là cái chỗ mà ngày hôm qua cũng đám cưới á, mà ngay biển, công nhận Vancouver
đẹp về phong cảnh. Ồ, có cái thuyền ngay đây mọi người, chắc mình lên thuyền mình đi luôn nha. Đó, nhìn thấy thuyền không? Cruise boat ngay đó kìa. À, như Brian nói, phong cảnh ở đây á, núi giết đồ biển cả đẹp quá. Mấy cái building cũng rất là bự chưa. Đó, giờ mình tới nhà hàng ở đây gọi là Miku Sushi. So, let's go. Giờ mình tới nhà hàng gọi là Miku nè mọi người. Ngay đây thì ngay chỗ biển cả luôn, đẹp thật. Bây giờ mình sẽ dùng bữa ăn sushi. Cái này là cái món đầu tiên mọi người, là miso soup. Là đây, trời mở ra nè. Ui, nó dính. Ok. Đó, miso soup. Mời đại gia đình nha. Để sử dụng miso. Ngon, đậm đà. Cái này đậm đà. Miso soup là giống như là kiểu là nó có seaweed nè, sau nó có là tofu á, là đậu hũ nè, đậu hũ Nhật Bản trong đây, xong rồi hành nè. Đơn giản mà ngon. Giờ ngay đây là anamame mọi người. Anamame là cái này là giống như là cái bean của đậu hũ á, soy bean. Cắn nha. Ăn bị hay rồi. Đơn giản ngon. Giờ nước mai mới ra nè. Cheers mọi người. Wow, đã quá. Sáng sớm mình xỉn rồi. Muzza nó chua dã man luôn á. What are you drinking, Hamai? This is a bergamot sour. Bergamot sour. Dữ dội nha. Sáng sớm mà xỉn nè. Rồi Mai đưa cho mình thử cái này nữa là mọi người. Xỉn luôn á. Ủa cái này nó vừa cay cay. I know, but it's like vừa cay cay mà vừa giống như là cái mùi vị giống như là cái mà zuzu của Nhật Bản. Yeah, zuzu của Nhật Bản. Đã. Mà còn cái nước này của Brian thì nó hơi chua dã man luôn á. Uống vô nghe là léo lưỡi luôn. Đúng như là. Rồi, đây là đĩa tôm. Ngon chưa? Mà đại gia đình. Ngon. Tôm giòn. Ngon. Mà giòn. Hơi dầu. Hả? Hả? Cái này là soba nha. Không phải là soba, soba. Rồi, đó, soba. Wow, mấy món đĩa nè. Đó, ai khoái sushi. Đã chưa? Nhắm đi. Rồi, mời đại gia đình nha. Cái này mình bóc thử nha. Cái này có chili bên trên à. Cơm. Tôm ngọt ngọt. Ngon. Được. Ngon. Để thử nhé. Còn này là cá. Cá không biết nữa, mình ăn. Ngon. Béo. Béo.
Dạ. Anh đưa họ họ thấy nhỏ được kì. Về đây bốc thử. Yeah. Okay. Okay. Còn cái này. Special roll nè mọi người. Miku roll. Miku. Miku. Miku roll. Nó giống như là có trứng ở bên ngoài, xong rồi cơm trộn lên, xong dưa leo bên trong nữa sao, xong rồi có giống như là yêu ở bên ngoài. Ngon. 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 Gần. Đảo á. Quá đã. Xô bà mọi người. Ngon. Giống như mì đen đồ biển tươi mát ngon. Rồi thôi mình tiếp tục ăn nha. Mày đại đi Linh. Giờ mọi người mình mới ăn xong nhà hàng sushi cũng khá là ngon. Thì ai mà có bên Vancouver thì qua bên đây thử nhà hàng gọi là Miku nha. Giờ chắc mình đi sẽ đi vòng vòng sau này tiếp tục khám phá. Ngày hôm nay chắc là ngày mà gọi là ăn thả gà luôn á. Để khám phá Vancouver BC có như thế nào. Let's go. Bên đây nó có mấy xe đạp này giống như là bên bên New York cũng gọi là City Bike á. Và bên đây gọi là Sean Go ha. À. Mà ở đây là có cái thuyền ở ngay đây là giống như là một cái cảng á. Thì ngày hôm qua mình cũng ở bên phía bên kia. Nó gọi là cái này là giống như là Convention Center của Vancouver. Thì cái này bên đây cái màu trắng này á, mình đi lộn ngày hôm qua xém đi ra đám cưới trẻ. Thì tại vì nó có hai cái, một cái bên đây là cái cũ, cái này Convention Center cũ, còn cái bên phía bên kia á là cái mới. Tí nữa mình sẽ dẫn mọi người đi qua nó. Đó mọi người, cái này là Vancouver Convention Center là ngay đây. Mà cái này ngay cái cũ, còn bên đây là cái mới này đó. Cái màu đen bên đây nè, đẹp hơn quá trời. Cô chú ơi, cô bác ơi, cái hàng này nè. Trời ơi, nó bắt mẹ nó bế không à. Đó, thấy chưa. Wow mọi người, nè cái này là cái Convention Center mà cái mới của họ xây. Đẹp chưa? Sao bên kia họ, mọi người nhìn thấy không biết mọi người nhìn thấy không? Tí nữa mày Brian đi bộ tới. Ở bên kia thì nó có cái giống như là cái cây pin đó. Mà cái đó là symbol là giống như raindrop đó, thì nó lại Vancouver. Đó, mưa lớn, mưa rơi trên đường phố. Đó. Giờ mình đang ở chỗ này là gọi là gelato đó. Họ làm giống như là kem á mọi người. À, ngay trên đây đi ăn kalem. Nhất là phong cảnh đẹp chưa. Ngồi ăn kalem ở đây còn gì nữa. Hết rồi. Giờ ơi mọi người, mình thử Zuzu Gelato. Kiểu này không à. Zuzu là nhà Nhật Bản á. Ngon á. Giờ là tươi. Mát. Đã.
mọi người. Ok, mình bây giờ tới một cái chỗ địa điểm khác gọi là bún chả cá ở bên đây, Hoàng Yến, cũng lấy tên Hoàng Yến. Ngay đây là mọi người. Đó, bún chả cá Hoàng Yến. Nghe là nhiều món ngon trong đây lắm. Yeah, mình mới ăn xong tiệm sushi mà mình cũng thèm đồ Việt Nam, phải đi tìm đồ Việt Nam ăn nữa. Rồi mọi người, ngay đây là cái menu của Hoàng Yến nha. Trời ơi, bạn nhìn thấy quá trời món luôn nè. Sắc sảo chưa? Cơm nè. Mà ở đây là đặc biệt là cái bún nha. Bún ngay đây nè. Đâu rồi bún rồi? Bún nào? Bún chả cá. Ok. Bún chả cá. Mà ở đây nhìn thấy có phở, có đồ, có nhiều thiệt á. Nè, sinh tố đồ. Các loại luôn. Đã chưa? Rồi mọi người, cái này là tô bún chả cá nè, đã chưa, xong rồi rau cải bên đây nè. Đó, đồ đẹp quá, ngon quá, đã chưa. Nhỏ. Dạ, để bên kia vậy. Nè, bún nè mọi người. Đó, chả cá, nhìn thấy này không? Sao họ có cái này là giống như cái dâu gì mà thơm thơm. Mà không biết gọi cái dâu gì nữa. Ừ, đó. Tô bún. Giờ Brian sẽ để chút xíu đây hút miếng súp trước nha. Súp này vừa dặn á mọi người. Chắc không cần cho gì thêm, chắc cho chút xíu ớt hay là gì thôi. Mà cho này ngon á. Cho chút xíu chanh vô nữa. Đã quá. Ok. Xong rồi anh cho mấy cái dâu này nữa. Đó, mấy cái dâu này. Bạn biết gọi cái dâu này gì? Dâu này gọi là dâu gì ha? Dâu tí tô. Dâu tí tô. Rồi dâu. Rồi bạn không ăn dâu mấy đâu. Rồi bạn thích ăn ớt. Cho xíu ớt vô nữa. Đó. Đã chưa? Xíu ớt vô. Ok. Rồi mời mọi người nha. Thịt bún. Bún dài lắm á. Đã. Đây chả cá rồi. Chả cá ngon. Ngon á. Ngon. Chả cá miếng ngon. Ngon. Chả cá chiên đó, nghe mùi chiên mà cái mùi nó cũng dai nữa. Bạn thấy. Chả cá bình thường. Ok. Rồi phải nói cho ngon. Mọi người tới order bún chả cá nha. Ngon lắm, đậm đà. Nhâm nhầm. If it hit a million view, I would love it. But it's good, it's good. Very good. Very good. Yeah. A little salty. A little salty. Yeah. Let me see, put some other sauce in here. I mean, usually chả cá, you dip any other sauce or no? Nước mắm or no? Oh yeah? Oh yeah, just eat it, right? Put a little sweet sauce, maybe. You want some sweet sauce or no? No. What is this sauce? It's the hot sauce. Oh, this is the hot sauce, yeah. So actually, this sauce is good. I like sauce too. You gotta take that. Which one? Shortage. It's sriracha. Oh yeah. Just keep it in the bag. Couldn't use that at the wedding last night. Yeah, I know, right? It's okay, don't worry.
rồi, ăn xong rồi no, ơi là no luôn, cực kỳ á. Bây giờ Brian không biết chỗ nào mà để giống như là thả ra để cho mình ăn thêm nữa, tại vì mình muốn đi ăn nữa, đúng không? Khám phá mà. Và công nhận cái chỗ Hoàng Yến này ngon thiệt, ngon. Brian nói bún chả cá, very good. Thì nếu mà ai mà có dịp á thì tới chỗ này thử nha, khám phá chỗ này. Với lại cái tiệm này Brian chia sẻ là họ cũng mở cũng gần 10 năm trời rồi, 10 năm là cũng là khá giả rồi. Cứ lắc Hoàng Yến. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá Vancouver coi như thế nào. Hay là tại vì mình biết là mình có một cái điều kiện ở nhà cô mình ngày hôm nay mời qua bom chung. Thì mình qua bên đó cho mọi người xem một xíu luôn nha. Let's go. Mọi người ơi, bây giờ mình đang ở bên nhà cô bé nữa. Đó, Shane the man over here. Trời ơi, Shane là làm đầu bếp là số 1 luôn nè, cái kỳ nè. Nè, ôi giời. Đã chưa? Oh, look at that. Rồi, quá trời cánh gà luôn. Quá đã luôn. Rồi mọi người, mình sẽ ăn uống bên nhà cô mình bây giờ. Thì chắc video này chắc kết thúc ngay đây nha mọi người. Thì mình cũng đã đi ơi là đi luôn ngày hôm nay ăn uống như vậy thì mình sẽ nói bây giờ mình sẽ vui chơi gia đình ăn nữa tiếp tục mình vậy đi đâu mình cũng ăn dã man thiệt. Ok, thì mọi người đã coi xem tới đây thì cho Brian trái tim nha, comment bên dưới. Ok, until next time, peace, see ya. Shane the movie star is cooking us some of this barbecue nhấm nhấm. Ăn cái này bể bụng luôn á mọi người. Mà đã chưa.